Vương Moto chào anh em nha. Hôm nay bên mình giới thiệu cho anh em một chiếc xe Harley 150. Revel Harley 150 phân khối nha anh em. Xe này còn rất là đẹp nha. Này Harley này nó mẫu nhỏ nha. Mẫu này mẫu vừa để cho anh em thấp thấp nhỏ nhỏ con chạy là vừa đẹp luôn á. Xe này vô đồ rất là nhiều luôn. Để xịn nè, đại bàn nè, đi nắp cái gạch trước y xì nắp luôn nha, rất là đẹp luôn, đi nắp ở nước còn rất là đẹp nha, túi dao bình xăng cho anh em luôn nha. Xe này biển số cũng dễ dễ nhớ, dễ rất là đẹp luôn. Xe nắp ở nước còn rất là sáng bóng nha. Xe này nổ máy rất lại, để lát mình test cái máy lên nè, nghe cái máy nổ rất là hay luôn. Cái này là Harley 150 mẫu nó nhỏ nha, mẫu vừa chứ không có mẫu lớn. Mẫu lớn là 170. Xe này là để cho anh em nhỏ nhỏ con vừa con chạy thì rất đẹp. Xe này rất là đẹp luôn nè. Đi nắp cùm nữa rất là sáng bóng luôn. Xe này cầm kiết rồi rất là đẹp. Chọc kiến rất là đẹp luôn nha. Để mình test cái máy lên anh em nghe. Máy nó nổ bô rất là hay luôn. Bô nổ rất là hay luôn nha anh em. Nghe cái bô là ghiền luôn. Xe này mua bán xe hải quan nha anh em, mua bán ra công chứng ủy quyền sang tên toàn quốc nha, hỗ trợ hồ sơ cho anh em nào ở xa luôn nha, mình rút gốc cho anh em luôn nha. Xe này biển số thành phố nha, số thành phố và biển số rất là đẹp. Anh em là thích cái xe này thì điện thoại chốt giá cho mình nha, số điện thoại mình là 0906859709 hoặc qua cửa hàng mình ở 143 đường Phan Anh nha. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh nha, để theo dõi những cái video sau bên Vương Mô Tô nha. Rồi Vương Mô Tô chào mấy anh em nha.